Một cuộc chiến đang diễn ra để giành lấy chàng trai hot nhất trường. Nick đã được bầu chọn là ông hoàng 6 lần. Và sinh nhật của anh chàng thì gần như là ngày lễ quốc gia của học sinh trường trung học Trơm. Lola thích cậu điên lên được. Và Kylie cũng vậy. Các cô gái có vẻ như sẽ có một cuộc chiến đây. Kylie đang mắc vận xui gần đây. Tủ đồ của cô nàng đang gặp rắc rối. Cô gái luôn phải thoát khỏi những tình huống khó chịu như thế này. Nhưng Lola thì không thể hiểu được cảm giác đó. Cô nàng giàu đến nỗi có hẳn vệ sĩ riêng để làm tất cả mọi thứ cho cô. Nhưng có lẽ cuối cùng Kylie cũng không phải một mình xử lý rồi. Tia lửa điện đang bay tung tóe. Lola tức giận rồi đây. Cô nàng đã quen với việc muốn gì được nấy. Kylie yêu thích việc học, nhưng Lola thì chỉ thích vài môn học thôi. Và đây rõ không phải là một trong số chúng. Và khi cô học sinh này chán nản thì đến lúc vệ sĩ can thiệp rồi. Nhiệm vụ của cô đây, đặc vụ Holly. Bạn không thể ngăn cản việc đổi giáo viên. Thầy Mai là giáo viên yêu thích của Lola. Điều ấy có nghĩa là chúng ta sẽ học tiếp mỹ thuật lần thứ 6 liên tiếp. Kylie không vui chút nào. Cô thích học hóa hơn. Lola quyết định cứu bớt ngày hôm nay bằng việc thưởng thức đồ uống yêu thích. Đặc vụ Holly biết nguyên liệu Lola ưa chuộng là tinh chất của sự giàu có. Và đừng quên sử dụng tiền mặt làm ống hút nha. Khuấy nhẹ chứ không phải lắc hết lên. Hoàn hảo. Và Kylie thì phải chấp nhận uống trà suôn. Ai đã nói những túi trà lọc này chỉ dùng một lần? Cô nàng không biết mình đã dùng túi trà này bao nhiêu lần rồi. Dù sao đi nữa thì thử lại cũng không ít gì. Nhưng không, túi trà này chẳng còn gì nữa rồi. Cô sẽ phải uống nước nóng không lần này thôi. Lola rất thời trang. Nửa số học sinh ở trường trung học Trơm ước có được tủ đồ của cô nàng. Nhưng khi bạn có nhiều áo quần thế này, chọn đồ để mặc lại trở nên khó khăn. Nhất là khi có 100 cái thì 99 cái đã hết thời rồi. Đối với Lola, đó là dấu hiệu cho việc cô nàng phải đi shopping thôi. Nhưng đi ra cửa hàng thì không hợp thời chút nào. Thế nên cô nàng đã cử đặc vụ Holly đi thay. Có vẻ như quần bò rách đang rất được yêu thích. Bọn trẻ giàu có ngày nay thật là. Thôi ít nhất là Lola vui vẻ đi. Nhưng Kylie thì không có nhiều sự lựa chọn. Không, chiếc áo phông yêu thích của cô rách rồi. Nhưng có sao kia chứ. Kylie rất sáng tạo và cô nàng sẽ biến hình cho chiếc áo cũ của mình. Cứ làm tốt như vậy, Kylie thậm chí còn không chú ý. Nhưng trông cô nàng thật thời trang. Lola thích đi xem phim. Hôm nay ngày công chiếu một bộ phim và đạp phim đông kín người. Tất cả những người này sẽ hủy hoại trải nghiệm xem phim của cô nàng. Nên Lola lại dùng đến tiền lần nữa. Đặc vụ Holly mua chuột người trong rạp. Để không một ai có thể làm phiền Lola được. Kylie thì thay vì đi xem phim, cô nàng đang đi uống trà. Nhưng đột nhiên ngày hôm nay của cô ấy có một bước ngoặt bất ngờ. Kylie thắng một vé đến buổi công chiếu phim. Không thể nào. Cô nàng đến hơi muộn chút, nhưng không sao. Ít nhất cô đã xoay sở để lén mang Bim Bim vào được. Đúng vậy, Lola, tiền không giải quyết được mọi vấn đề của cậu đâu. Wow, thật là một món quà tuyệt vời, Kylie. Nhưng nó lại không phải của cậu. Chỉ là do công việc bạc thêm của cô nàng là giao hàng thôi. Thì cứ mơ mộng đi, rồi quay trở lại với công việc nào. Ê, nặng quá, địa chỉ giao hàng đây. Đặc vụ Holly, đây hẳn là nhà Lola rồi. Hợp lý thôi. Ok Lola, trong hộp có gì đây? Cô nàng dù sao cũng phải khoe khoang trên mạng trước. Một món quà bự có nghĩa là sẽ chụp nhiều ảnh hơn. Hộp quà đẹp đến mức cô nàng không nỡ mở ra chút nào. Lola vẫn đang chọn đồ. Và cô nàng cần một chiếc điện thoại ăn rơ. Không phải cái này. Cái này thì sao? Vẫn là không. Nhưng cái đó được đó. Kylie thì không có bộ sưu tập điện thoại. Nhưng cô có ốp điện thoại trong suốt và khả năng sáng tạo. Điện thoại của cô nàng có thể biến thành màu mà cô thích. Vừa rẻ lại vừa được việc. Phụ kiện xinh xắn đấy. Kylie là một game thủ tài năng. Không có game nào mà cô nàng không thắng được. Những ngón tay của cô nhanh nhẹn và phản ứng của cô thì tuyệt vời. Ai cũng muốn một người chơi như thế trong đội mình hết.
Lola thì ngược lại, cô nàng chẳng có tí kỹ thuật chơi game nào cả. Chơi game bằng bộ móng đắt tiền như này thì khó quá. Nhưng như chúng ta đều biết đó, Lola muốn gì được nấy mà. Ngay cả khi đó là việc chiến thắng trò chơi điện tử, đặc vụ Holly sẽ giải quyết đối thủ ảo của cô nàng trong hiện thực. Có vẻ như sự nghiệp điện tử của anh chàng này kết thúc rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Yeah, cô thắng rồi. Đối thủ đang không chơi thì việc thắng cũng không khó khăn gì. Lola cũng thích đồ ăn vặt mọi người hay ăn. Nhưng món ăn nhanh này thì rất đắt đỏ. Chiếc pizza này đầy mùi tiền, và Lola thì không biết tiền chi cho nó. Hayley thì thích làm mọi thứ theo cách truyền thống. Công thức pizza của cô nàng là lấy mọi thứ có trong tủ lạnh, cán nhiệt bánh bông, phủ lên lớp đế bất cứ thứ gì cô nàng có, và thêm mọi loại sốt cô tìm thấy. Và giờ chỉ cần đợi thành quả thôi. Thật thỏa mãn khi bạn làm việc chăm chỉ và nhận được phần thưởng ngon lành này. Giờ thì chiếc bánh này là vô giá. Lola có một ngày quan trọng trước mắt, vì thế cô nàng phải ngủ đủ giấc. Nữ hoàng tương lai thì không nên có bọng mắt đâu. Cô có thể tắt đèn mà không cần ra khỏi giường, vì cô nàng có người điều khiển đèn cho rồi mà. Hayley cũng đang chuẩn bị đi ngủ. Cô nàng đã mệt lừ rồi và không muốn rời khỏi giường chút nào. Nhưng cô không mới đến công tắc đèn được. Với tay thì không, với chân cũng không luôn. Thử ném dép xem nào. Gối của cậu á? Không được rồi, gối thì mềm quá. Kylie, rồi sau cùng cậu cũng sẽ phải đứng lên thôi. Wow, những lời cầu nguyện của cô đã được đáp ứng rồi sao? Chờ đã, không phải, chỉ là do cô quên trả tiền điện thôi. Ít nhất giờ cô phải đứng lên. Chào buổi sáng Lola. Cậu bắt đầu một ngày của mình như thế nào? Bằng việc trị liệu spa chăng? Nhưng Ricardo đi nghỉ rồi. Không có spa gì hôm nay hết Lola. Hoặc là cậu phải tìm người khác. Có ý tưởng gì không? Wow, tiền thật có thể khiến một vệ sĩ học được nhiều kỹ năng khác nhau. Kylie cũng đang chuẩn bị sẵn sàng như mọi ngày. Một chậu nước và bánh mì kẹp thịt ưa thích của cô. Dưa chuột rơi xuống nước rồi. Nhưng chúng sẽ trở thành những miếng đắp mắt tuyệt vời. Tuyệt quá. Thời gian còn lại trước trận chiến cuối cùng không nhiều nữa. Lola tìm đến sự giúp đỡ của anh bạn Silas. Cô nàng phải trông như khoác cả triệu đô trên người. Tìm bộ đồ hoàn hảo cho cậu nào. Không được, cái đó rẻ quá. Tớ trông rẻ tiền lắm. Nhưng cái đó thì nhìn như cả triệu đô ấy. Theo nghĩa đen luôn. Một chiếc váy làm bằng tiền sẽ nói lên rất nhiều về Lola. Kylie không có cờ may nào thắng được đâu. Mà cô ấy xoay sở thế nào rồi ấy nhỉ? Cô nàng đang bận rộn suy tính. Cậu có thể tưởng tượng được nếu thua thì sẽ bẻ mặt thế nào không? Nhưng cậu cũng không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, đúng chứ? Hãy xem cái gì hợp thời bây giờ nào. Chiếc ấy trông tuyệt vời quá. Và giá của nó cũng khá là tuyệt vời. Nhưng việc không thể mua được nó không có nghĩa là cô sẽ bỏ cuộc. Cô nàng sẽ chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình. Không thể tin được. Kylie, cậu thật tuyệt vời nha. Bước cuối cùng là trang điểm. Lola, cậu đáng lẽ không gặp rắc rối chút nào. Khoan đã, cái gì kia? Cậu không thể chọn được á. Món đồ đặc biệt từ đặc vụ Holly, phát minh công nghệ mới nhất, chất lỏng mỹ nhân. Đến lúc đến vũ hội rồi. Wow. Còn Kylie vẫn chưa trang điểm xong. Nhưng cô nàng đã tìm ra một quảng cáo về dịch vụ trang điểm giá rẻ. Hoàn hảo. Nhưng người trang điểm lề mề quá. Anh ta đâu rồi ta? Hello. Kylie, cậu không tin anh ta à? Nhưng kết quả còn tốt hơn mong đợi. Cậu trông đẹp phát choáng á. Bữa tiệc đã bắt đầu rồi và Lola thì đang tấn công.
Hãy xem liệu Nick có thể kháng cự lại được vẻ đẹp của cô nàng không. Và đây là Kylie của chúng ta. Nick bị choáng ngợp. Rất tiếc, Lola, cậu không thể mua được tình yêu đâu. Và đây là chiếc vương miện. Hãy tìm xem ai là người chiến thắng tối nay. Nhưng đầu tiên hãy vui vẻ chút nha, bởi vì danh hiệu nữ hoàng sẽ được công bố cuối buổi tiệc. Có vẻ như Nick đã có quyết định rồi. Và nữ hoàng của buổi tiệc là Kylie. Cậu là tuyệt nhất. Lola đã bị đánh bại. Các phụ Holly hiểu rằng thua một trận không có nghĩa là cậu thua cả cuộc chiến. Cậu ta cuối cùng chắc chắn sẽ lấy cô thôi, Lola. Nếu là cậu, cậu sẽ dùng cách nào để giành được danh hiệu nữ hoàng hoặc ông hoàng của vũ hội? Hãy cho chúng mình biết ở phần bình luận nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh của chúng mình nha.